皆さんこんにちは。初めて豊島区に住んでみた留学生編、私がご案内していきましょう。友達がいろんなことで困っているらしいんだけど、どこに相談していいかわからないって。豊島区役所ではいろんな困りごとの相談に乗ってくれる窓口があるのよ。そうなんです。しかも無料で相談に乗ってくれるんですよ。Tại tòa thị chính quận Toshima có quầy tư vấn công dân nằm ở tầng 4. Đây là nơi hỗ trợ tư vấn về các vấn đề khó khăn trong sinh hoạt thường ngày, giúp giải đáp các câu hỏi gửi về quận Toshima bằng tiếng Nhật, tiếng Anh và tiếng Trung. Bạn hãy hỏi nhân viên ở đây để nhận tư vấn bằng các ngôn ngữ khác. Ngoài ra, quầy tư vấn công dân còn tư vấn miễn phí các vấn đề về luật pháp và nhà ở. Vì vậy, đừng ngần ngại đến đây để được giải đáp mọi thắc mắc nhé. その他の情報はこちらまで。